Roberto Carlos được đánh giá là một trong những dị nhân của làng túc cầu. Dù cao vỏn vẹn 1m68 nhưng cựu hậu vệ người Brazil có số đo vòng đùi phải lên tới 61cm, còn đùi trái là 58cm. Chính từ đôi chân dị biệt ấy, Carlos là nỗi ám ảnh của các thủ môn với những cú nã đại bác không thể cản phá. Nổi tiếng nhất chắc chắn là cú sút phạt phá vỡ mọi quy luật vật lý vào lưới đội tuyển Pháp năm 1997. Theo tính toán của các nhà khoa học, trái bóng từ cú ra chân khủng khiếp của Carlos đạt vận tốc 136 km/h và độ quỹ đạo bay tới 2 lần khiến thủ môn Fabian Bate chỉ biết chôn chân đứng nhìn. Trước khi bắt đầu video, các bạn nhớ bấm đăng ký và bật chuông thông báo để ủng hộ tụi mình nha. Ở thời kỳ bóng đá hiện nay, khi nhắc tới những hậu vệ cánh, người hâm mộ sẽ thường nghĩ đến những cầu thủ như là Arno hay là Alphonso Davies. Nhưng thực sự vẫn chưa cầu thủ nào đạt đến trình độ của Roberto Carlos, một cầu thủ khỏe mạnh nhưng không kém phần đẳng cấp. Nếu như Roberto Carlos vẫn thi đấu ở hiện tại thì chắc hẳn sẽ không có một cái tên nào có thể vượt mặt anh ở vị trí hậu vệ biên, khi anh không chỉ có một tốc độ như những chiếc xe F1 mà còn sở hữu sức mạnh tuyệt vời khiến những đường lên bóng trở nên cực kỳ nguy hiểm. Không một người hâm mộ bóng đá nào trên thế giới không biết tới cú đại bác huyền thoại này của hậu vệ hào hoa người Brazil Roberto Carlos. Một đường cong hoàn mỹ phá vỡ mọi quy tắc vật lý khiến thủ môn chỉ biết bất lực chôn chân nhìn trái bóng bay vào lưới. Các cầu thủ Brazil luôn mang trong mình khả năng chơi bóng thượng thừa, dù cho họ có chơi ở vị trí nào đi chăng nữa, và Carlos cũng không phải ngoại lệ khi không chỉ khỏe mạnh mà sức mạnh của anh cũng rất đáng nể. Nhìn vào tình huống xử lý này, chắc hẳn ai cũng nghĩ rằng đây là pha xử lý của một tiền vệ đẳng cấp thế giới. Hãy nhìn vào tốc độ kinh khủng của Roberto Carlos khi anh bứt tốc mới hiểu vì sao anh luôn được những chuyên gia và người hâm mộ đánh giá là hậu vệ cánh xuất sắc nhất mọi thời đại. Mỗi khi ra sân, anh luôn nhiệt huyết và sẵn sàng hy sinh thân mình, bay người móc bóng, giúp cho đội nhà tránh được tình huống nguy hiểm. Những tình huống giật gót như này sẽ trở nên rất hiếm có ở các hậu vệ cánh. Nhưng là một cầu thủ sinh ra và lớn lên tại Brazil, phẩm chất nghệ sĩ Samba luôn chảy trong người khiến cho Carlos luôn có những pha bóng cực kỳ ngẫu hứng. Với thân hình cực kỳ rắn chắc và chơi ở vị trí hậu vệ đã khiến một cầu thủ thấp bé như Carlos không còn ngại ngần những pha va chạm, những tình huống tranh chấp 1-1 giữa đối phương. Anh luôn sẵn sàng lao thân mình tới những tình huống 50-50 mà rất ít cầu thủ có thể làm được. Tình huống tranh chấp rất quyết liệt ở khu vực giữa sân đã buộc Carlos phải phá bóng thật mạnh lên phía trên, nhưng suýt chút nữa thì pha bóng này đã biến thành một siêu phẩm hàng đầu thế giới. Ai có thể tin rằng những pha bứt tốc kinh hoàng ấy lại là từ một cầu thủ chỉ cao vỏn vẹn 1m68 với sải chân không quá dài nhưng cực kỳ thanh thoát, đã biến tốc độ trở thành một vũ khí lợi hại nhất của chàng hậu vệ người Brazil này. Roberto Carlos đã phải tự xin là không dứt điểm những tình huống đá phạt đền 11m vì lo sợ thủ thành đối phương sẽ gặp phải những chấn thương khi những cú dứt điểm của anh luôn cực mạnh, khiến cho các cầu thủ luôn e ngại mỗi khi anh đứng trước bóng. Mỗi khi Carlos vung chân thì những cổ động viên luôn sẵn sàng đứng dậy để ăn mừng, bởi vì không chỉ những tình huống cố định mà những pha bóng hai sau những pha phạt góc luôn là tình huống ưa thích của anh. Chỉ cần để hở 1-2 giây, Roberto Carlos sẽ biến những pha bóng tưởng chừng không có gì nguy hại trở nên cực kỳ nguy hiểm. Dù chơi ở vị trí hậu vệ nhưng dòng máu Samba luôn chảy trong người, khiến cho mọi pha xử lý của hậu vệ người Brazil này luôn trở nên vô cùng ngẫu hứng, khiến người xem luôn tỏ ra vô cùng thích thú. Roberto Carlos đã chứng minh không chỉ Ronaldinho mới có thể làm những pha flip-flap đẹp mắt đến vậy. Không một hậu vệ cánh nào tại thời điểm hiện tại có thể xử lý những đường bóng đẳng cấp mà không kém phần hoa mỹ như Carlos, khi anh không chỉ tận dụng tốc độ của mình và kỹ thuật anh xử lý luôn là những kỹ năng thượng thừa.
Những đường ngoặt bóng này sẽ không có gì đáng nói nếu nó không xuất phát từ một hậu vệ, chỉ cần một kỹ thuật đơn giản đã biến những cầu thủ phòng ngự đối phương thành những gã hề chỉ biết đứng nhìn Carlos băng lên. Tình huống chồng biên và xử lý kỹ thuật khiến thủ môn đối phương bất lực, nhưng pha căng ngang lại không thể đặt đồng đội vào vị trí thuận lợi ghi bàn. Nhìn vào pha ném biên này, những ai theo dõi giải bóng đá ngoại hạng Anh sẽ nghĩ ngay tới Rory Delap với những pha ném biên không khác gì những tình huống phạt góc. Và Carlos đã khiến cho mọi người ngỡ ngàng với những pha ném không chỉ mạnh mà vô cùng chuẩn xác của mình. Những tình huống dứt điểm của Roberto Carlos luôn bay theo những quỹ đạo không ai có thể đoán trước, khiến cho các nhà khoa học phải vào cuộc để tìm ra nguyên lý. Điều đó đã khiến cho mọi pha dứt điểm trái bóng không chỉ bay thẳng mà còn lắc lư rất nhiều trên không trước khi găm thẳng vào khung thành. Chỉ cần một nhịp đỡ ngực đẩy bóng ra vừa tầm với đà băng lên là quá đủ để Carlos tung ra cú đại bác cực kỳ uy lực, khiến trái bóng bay với tốc độ kinh hoàng mà mọi thủ môn luôn cảm thấy e ngại. Chỉ sở hữu chiều cao hạn chế, những sải bước không quá dài, nhưng tốc độ của anh lại cực kỳ kinh khủng với khả năng bắt tốc độ cực kỳ nhanh mà chúng ta thường thấy ở những cầu thủ như là Bale hay Mbappe bây giờ. Khi kỹ thuật đã đạt tới trình độ thượng thừa thì những pha xử lý bóng sẽ trở nên vô cùng tự tin. Roberto Carlos mặc dù trong pha bóng phòng ngự nhưng anh vẫn trình diễn khả năng chọn điểm rơi và khống chế bóng đẳng cấp của mình. Những cầu thủ hậu vệ cánh tốc độ luôn là kỹ năng quan trọng, chỉ cần có đủ tốc độ, mọi pha lên bóng sẽ trở nên dễ dàng và nguy hiểm hơn rất nhiều. Tình huống cho thấy đẳng cấp của Carlos, mặc dù anh bất lợi sau tình huống va chạm khiến anh ngã xuống sân, nhưng anh vẫn cố gắng để đưa ra một giải pháp không chỉ hợp lý mà đầy hoa mỹ. Pha bóng phòng ngự thôi cũng đã khiến các cổ động viên phải vô cùng phấn khích khi anh có pha đánh vai đẳng cấp trước khi có pha bứt tốc cực kỳ tốc độ. Một hậu vệ cánh mà cổ động viên luôn mong muốn chiêm ngưỡng những tình huống xử lý bóng thì chỉ có thể là Roberto Carlos. Anh đã nhảy múa giữa vòng vây hàng loạt cầu thủ đối phương trông thực sự dễ dàng. Roberto Carlos là một trong những cầu thủ đầu tiên đặt nền móng cho giải ngân hà của đội bóng hoàng gia Real Madrid, khi chính anh góp công rất lớn đem về những danh hiệu hàng đầu cho đội bóng chủ sân Bernabeu. Nếu không xem lại, chắc hẳn mọi người sẽ nghĩ đây là pha chọc khe của Kaká hay Ronaldinho khi đường bóng đã xé toan hàng thủ đối phương. Không chỉ giỏi ở tốc độ, những pha dứt điểm, mà điều đã biến Roberto Carlos trở thành cầu thủ toàn diện nhất đó chính là những đường chuyền, những pha căng ngang hiểm hóc. Carlos tung ra những đường chuyền dài không lệch 1mm nào, khiến mọi người nghĩ rằng đó là những pha bóng xuất phát từ những tiền vệ như Bosco hay Pirlo. Vừa rồi là tổng hợp những pha bóng cực kỳ đẳng cấp của một trong những hậu vệ hàng đầu mà bóng đá thế giới đã sản sinh ra. Có lẽ sẽ rất lâu nữa mới xuất hiện một cầu thủ toàn diện như Roberto Carlos. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.